và một ngày đẹp trời, tôi đã bắt được một chú tôm càng. Tôi đã thật vui sướng và đem thả ngay vào bể nuôi cá vàng. Nhưng vào một ngày không đẹp trời, tôi đã phát hiện ra thật sai lầm khi nuôi tôm cùng cá vàng ba đuôi. Lý do thì bạn có thể thấy đó, chú tôm đã lấy đà cắn chú cá của tôi. Mặc dù thân hình chú tôm bé hơn chú cá vàng, tôi đã vội quay ngay cảnh này để chia sẻ cho các bạn biết, khuyên bạn nào đang có dự định thả tôm vào bể cá vàng thì hãy bỏ ý định đó ngay đi nhé.